Kỷ Nguyên Hải Tặc tung bản update đặc biệt đấu trí đại chiến với giải đấu liên server mới toanh và hàng loạt tướng mới như Queen Dịch Bệnh, Luffy Snake Man và Nami S2. Trải nghiệm ngay tại kỷnguyenhaitac.com nhé. Phân tích chapter 1031, Sanji làm trái lời thề không đánh phụ nữ, gọi điện nhờ Zoro giết mình. Xin chào 500 anh em băng xăm soi, lại là mình với video phân tích chapter mới đây. Bước sang tháng 11, anh em đã hoàn thành tới đâu thử thách cai nghiện rồi? Riêng anh ba Sanji đã tất tay xuống sát rồi đấy mọi người ạ. Trong spoiler trước, mình có nói về việc Sanji bất ngờ phá hủy bộ đồ Red Su triệu đô, đồng nghĩa sẽ mất luôn khả năng tàng hình mà anh mong ước bấy lâu nay. Nhưng mà liệu Park Oda thì có quá tay dìm hàng người con ghẻ của mình đến vậy? Hay là sẽ có pha quay xe nào để giúp anh ba lại có đồ chơi khoa học xịn sò này? Và cùng với đó một số diễn biến khác xoay quanh nhiệm vụ xử lý kho vũ khí của Yamato hay trận đấu solo năng lực thức tỉnh của Big Mom với Law và Kid sẽ là nội dung chính của chương mới tuần này. Ngay bây giờ, mời anh em cùng đến với video phân tích chapter 1031, Sanji làm trái lời thề, không đánh phụ nữ, gọi điện nhờ Zoro giết mình. Chương mới với tiêu đề Chiến binh khoa học có trang bìa tòa soạn Jump là cảnh bộ ba quý tử Luffy, Yamato và Momonosuke xuất hiện, trong đó Momo ở hình dạng rồng. Trang màu đôi của chap này là hình ảnh toàn bộ những chỉ huy mạnh nhất của các băng đảng tứ hoàng, quân cách mạng và cả băng vua hải tặc. Zoro là người đại diện đứng cùng với Zelly trong một khung hình chụp chung. Big Mom phản công, Law, Kid chuẩn bị ăn hành. Chapter 1031 bắt đầu diễn biến kế tiếp miêu tả trận thư hùng giữa Law, Kid và Big Mom. Sau đòn kết hợp thức tỉnh năng lực, cả hai trông có vẻ xuống sức khá nhiều, thở hổn hà hổn hển như mấy anh già độ tuổi 40 chưa ra tới chợ mà đã hết tiền. Như đã nói, mỗi khi sử dụng năng lực thức tỉnh, dù cho có ở chế độ sung sức, khỏe mạnh thì nó vẫn tiêu tốn một lượng lớn mana. Nhưng mà để tác dụng lên một tứ hoàng, nó hoàn toàn xứng đáng. Đòn tấn công khiến Big Mom rơi vào thế chân tường, anh Cáp và anh Luật khá là khoái chí. Cuối cùng cũng đã trả cho mụ một phát rất là ra gì. Pha kiến tạo của Lo đâm họng mẹ lớn tạo thời cơ rất tốt để anh Cáp dứt điểm. Nhưng phải thừa nhận chiêu Axin trao năng lực và đòn Punk Scat thu hút từ tính của Kid là chiêu tấn công rất mạnh, ghim thẳng hàng trăm gai nhọn vào người Mama. Đến cả một người nổi tiếng bình tĩnh như Lo cũng rất kinh ngạc, không tin nổi anh Cáp lấy đâu ra nguồn sức mạnh ghê gớm ấy. Khi được hỏi về giới hạn năng lực từ tính, Kid đã từ chối trả lời vì cho rằng hai người chỉ có chung mục tiêu là Big Mom, mối quan hệ giữa họ vẫn là những hải tặc bình thường và không có cái liên minh nào cả. Trong lúc hai người mải mê trò chuyện, dưới đống sắt vụn, mẹ lớn ngoi lên với những vết thương khiến bà chảy máu. Đẳng cấp tứ hoàng làm gì có chuyện one hit one kill, cuộc chiến chỉ mới thực sự bắt đầu mà thôi. Bà ta la lên cùng với sự căm phẫn tột cùng, mạng sống hay là chè đậu đỏ. Một luồng hào quang bao quanh Big Mom tạo ra một áp lực khủng khiếp. Tất cả mọi thứ xung quanh bị sức mạnh ấy làm rối tung cả lên. Nhìn như thể Big Mom sắp sửa gào thét để biến thành Super Saiyan hay là Titan kiểu kiểu vậy. Mama sử dụng năng lực linh hồn, dùng bàn tay thao túng bọn lính lác đang tỏ vẻ khiếp sợ trước mặt bà. Chiêu thức tước đoạt thực thi Super Curse nắm lấy linh hồn của bọn lính và kéo ra khỏi người chúng. Đây là năng lực làm nên tên tuổi của nữ tứ hoàng. Giống như mình dự đoán ở video trước, mẹ đã trao linh hồn cho đám sắt vụn xung quanh mình, biến tất cả trở thành homie, một pha phản công chất như nước cất. Lý do mẹ lớn không ăn những linh hồn đó vì chúng quá yếu so với sức mạnh to lớn của mình. Cách duy nhất để bà bắp chỉ số là ăn tuổi thọ của chính bản thân. Và sau cùng, bà quyết định cắt bỏ một năm xương thọ chỉ để giúp mình mạnh hơn đối đầu với hai siêu tơ tinh. Lần này mẹ lớn không còn vui tính nữa đâu. Kế hoạch chọc chó của Law và Kid coi như thành công mỹ mãn. Big Mom tiến vào trạng thái đáng sợ nhất của mụ. Cơ thể bà hóa khổng lồ sau khi mà nuốt tiêu hao tuổi thọ của mình. Homie vì thế cũng to lên đáng kể. Đôi mắt Mama sáng rực lên, y hệt hình ảnh phù thủy khủng khiếp truy đuổi băng mù rơm ở đầu bánh. Lần này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ta đã không cảm thấy đau đớn như thế này suốt mấy thập kỷ qua. Ta công nhận bọn người rất mạnh. Big Mom nói vẻ giọng cực kỳ nghiêm túc. Bà tiếp tục nói về các siêu tư tinh, ba nhân vật chủ chốt bao gồm Law, Kid và Luffy, những kẻ đến đây để cướp lấy ngai vàng mấy chục năm nay của chị em họ, cái ngai vàng tứ hoàng biển cả. Bà thách thức bộ đôi LK, Catch Me If You Can, lấy nó đi nếu chúng mày có thể. Cả hai đều đặt hết quyết tâm cho trận chiến lịch sử này, họ xem đây là cơ hội duy nhất để lật đổ ngai vàng.
Cuộc đối thoại tuy ngắn, phần nào khẳng định lại quan điểm sau Ác Oan Nô Quốc, hệ thống tứ hoàng sẽ có sự biến động cực lớn. Có thể một trong ba cán cân tiếp theo thế giới sẽ không còn nữa. Nồi cốt chế độ Thất Vũ Hải vừa bị bãi bỏ không lâu trước đây. Trở lại tình hình thương thảo của Apo và Xtrade. Ở chap trước, tên kèn tàu server chung đã đề nghị một bản hợp đồng hợp tác vô cùng béo bở. Tuy nhiên, với những gì được nghe và chứng kiến tận mắt, cờ đỏ gián điệp không ngu ngốc gì mà nghe lời tên phản bội, chuyên gia chơi xấu anh em như Apo. Hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau. Lợi thế nằm trong tay Xtrade khi mà yếu điểm năng lực cháy ô tô của khứa tàu khựa anh ta nắm hết trong đầu. Thật dễ dàng đoán biết đòn tấn công của ngươi nhắm vào đâu, cờ đỏ nói trong sự tự tin. Bất ngờ một tiếng động lớn nổ ra, Yamato từ đâu xuất hiện phá tung cửa cái. Cô ta không muốn bị cầm chân trên đường chính nên quyết định sử dụng lối tắt đi qua căn phòng hang động nhằm nhanh nhất tiến đến kho vũ khí ở tít tận tầng hầm cuối cùng. Yamato không hề biết hai kẻ này thuộc phe nào. Cô ta tấn công Xtrade vì nghĩ rằng Tobirbo được cử đi để bắt mình. Và từ lúc đó Apo lại xuống ga bẻ lái. Biết mình không dụ được cờ đỏ, hắn ta nịnh nọt thiếu chủ Yamato để cùng nhau hạ Xtrade. Tuy nhiên, khi mà anh ta biết không còn phục dịch cho bao bách thú và gia nhập liên minh Samurai, Yamato hạ chùy và nhanh chóng rời đi tiếp tục nhiệm vụ. Tên number Fuga đuổi theo, Xtrade cũng chạy theo, bỏ mặc Apo làm gì thì kệ nó. Sự an toàn của kinh hoa là quan trọng hơn. Hai con number còn lại cũng được lệnh truy sát Yamato, thế là Apo được một phen hú vía, may mắn giữ lại được cái mạng hèn của mình. Robin gặp nguy hiểm. Cùng lúc trên tầng 2, một tình thế cấp bách khác đang diễn ra. CP0 bất ngờ xuất hiện trước mặt Robin và Brook. Tuy nhiên chỉ có 2 trong số 3 tên xuất hiện, tên còn lại đi đâu thì không rõ. Chúng giở trò bắt cóc giữa ban ngày, không thèm lén lút như CP9. Phải chăng quá tự tin vào sức mạnh của mình chăng? Hiện tại chỉ có Brook và một số cận thần tộc Min đang có mặt ở tầng 2. Ngọn lửa và bọn lính lác thực sự khiến họ không rảnh tay để đối đầu với hai tên CP0 khó nhằn. Có vẻ như chị đẹp Robin biết rõ mục đích bọn Superpole đến đây là gì. Cô ấy nói đây là những tên đặc biệt nhất trong tổ chức gián điệp của chính quyền. Chúng nằm ở một đẳng cấp khác biệt. Tình trạng của Robin hiện tại không mấy khả quan. Cô vừa chiến đấu xong với Black Maria, không còn có chút sức lực nào, ngay cả đi đứng thì cũng khó khăn. Brook ôm chầm Robin trên tay và bỏ chạy. Một trong hai tên CP0 dùng Soru đuổi theo, hứa hẹn Linh Vương Sao Kinh sẽ có một kèo đấu hay ho. Tên còn lại ai sẽ tiếp đại hắn? Anh em nghĩ Robin có viện binh nào không? Bình luận một chút về việc Robin có thực sự bị bắt hay không nhá. Theo mình, câu trả lời là có. Tại sao á? Bởi vì chỉ có như vậy thì mới hợp lý để dọn đường cho lực lượng chính quyền dẫn đầu bởi Ruxi đến Wano Quốc. Mâu thuẫn sẽ nâng lên đỉnh điểm, mở ra một trận chiến mới của các thế lực ngoài Wano. Nhưng không như Enilubi nhá, Robin sẽ không đến nỗi là bị đưa đến thánh địa như nhiều anh em dự đoán đâu. Cùng lắm cô sẽ là con tin khi mà đảo quỷ ập xuống kinh đô thôi. Còn về việc làm cách nào bắt được chị đẹp, mình sẽ đoán tên CP0 thứ 3 sẽ thực hiện điều này. Việc hai tên CP0 thản nhiên bắt cóc giữa ban ngày chỉ là mồi nhử thôi. Khi mà đồng minh ra sức chống lại họ, sẽ mở ra khoảng trống để tên Superbowl thứ 3 bất ngờ ập vào và đưa Rubin đi. Đây thì chính là kế hoạch thâm sâu của chúng, những kẻ mưu mô xảo quyệt. Mình có cảm giác rất tin tưởng vào dự đoán trên, anh em cứ chờ đợi kết quả sắp tới có giống như lời mình nói không nhá. Cuộc đối thoại với Zoro, quyết định khó khăn của Sanji. Giờ sẽ là nội dung hấp dẫn nhất của chapter 1031 tuần này, quyết định khó khăn của anh ba bữa Sanji. Anh ấy đã đi đến phố đèn đỏ tầng 3, nơi ở của Black Maria trước đó. Những cô gái nhìn anh ba với ánh mắt hình viên đạn. Họ nói rằng anh đã làm tổn thương một trong số chị em. Điều này khiến Sanji bấn loạn tinh thần. Nó tấn công anh ba, ném mọi thứ vào người anh ấy, tất nhiên thì không mấy tác dụng. Ấy vậy, thứ duy nhất làm tổn thương là tâm hồn của anh. Phải chăng Sanji đã đánh một người phụ nữ chăng? Anh ba thì cố nhớ lại những gì đã vừa xảy ra với mình. Có một khoảng trống ở trong ký ức mà anh không thể nhớ nổi. Điều gì đang xảy ra trên cơ thể thức tỉnh này chăng? Không thể nào, không thể có chuyện ta lại làm hại một quý cô được. Bần thần một lúc lâu, Sanji cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó. Có vẻ như trong lúc bấn loạn, anh đã vô thức làm bị thương một cô gái ở trên đường đi. Đó tất nhiên không phải Sanji mà chúng ta biết rồi. Đó là ảnh hưởng của trái tim vô cảm khi mà thức tỉnh mã gen khoa học. Thì ra chính tay anh đã làm thương một cô gái trong tình trạng mất kiểm soát. Điều này làm anh ba tuyệt vọng, cảm giác như thể phản bội lời thề lãng tử của mình. Vào khoảnh khắc ấy, nhân cách thức tỉnh của Sanji lên tiếng.
Luffy, chú mày thích anh hay là ai hơn? Anh của ngày xưa là một kẻ vô dụng khi mà kẻ thù là một người phụ nữ. Và giờ là một kẻ máu lạnh, chiến binh khoa học, có thể tấn công bất kỳ ai theo lệnh của chú mày. Ai sẽ hữu ích hơn cho vua hải tặc? Bình tâm lại, Sanji hối hận về những gì mình đã làm trong vô thức. Anh cầm một đồ đột kích trên tay, ném xuống đất và dẫm nát nó. Anh nhận ra chính bộ Red Sui là chiếc chìa khóa thức tỉnh mã gen quái vật. Mặc dù không còn cách nào khác, anh quyết định sẽ phá hủy nó ngay bây giờ. Vĩnh biệt Gemma 66, vĩnh biệt nhà tắm nữ. Sanji đã làm rất tốt nhiệm vụ của đấng mày râu. Anh thực sự là biểu tượng mà chúng ta nên học hỏi. Ngay đầu tháng 11 thôi, anh ba đã thực hiện nghiêm ngặt thử thách NNN, dám từ bỏ ước mơ nhà tắm nữ, quyết tâm cai nghiện một tấm gương sáng. Về phía thằng Queen, chưa kịp vui mừng nhìn thấy bộ đột kích bao lâu thì hắn đã vỡ mộng khi mà Sanji thẳng tay đập nát nó, chắc là cay lắm. Lần này anh ba quyết định một phen sống chết với tên Okanban, không còn sự do dự nào nữa. Anh trầm tư cho một điếu thuốc, rút ra đen đen Mushi gọi cho ai đó. Bên ngoài lâu đài, Zoro thì vẫn đang chiến đấu với King. Bất ngờ đen đen Mushi reo lên. Thì ra Sanji đã bí mật gắn nó lên người đầu tảo trong lúc mà cuốn băng phòng hờ trường hợp Zoro nổi chứng bệnh lạc đường quái gở. Mặc dù đang trong tình thế nguy hiểm khi mà King đã biến thành dạng Zoan, nhưng mà Zoro thì vẫn nể tình và nhấc máy đáp lời của Sanji. Anh ba nói với giọng khàn đặc yêu cầu đầu tảo hãy giết mình nếu như mà sau khi hạ Queen dịch bệnh. Anh ba bị mất kiểm soát và trở thành quái vật khoa học, không hề do dự, Zoro thì đáp: "Ok ok, ta sẽ làm. Ta không biết có chuyện gì xảy ra với ngươi, nhưng đó là điều mà ta rất mong đợi. Cơ mà có khi lúc đấy, ngươi lại không dám chết." Không biết đầu rêu nói đùa hay nói thật, nhưng đây là một cuộc đối thoại đầy cảm xúc anh em ạ. Họ dường như tin tưởng và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nhau, dù lời nói lúc nào thì cũng có móc câu. Sanji tin tưởng người đồng đội sẽ giết mình, trong khi Zoro lại không hề hỏi rõ lý do. Họ như thể hiểu quá rõ về nhau vậy. Thở thôi đã biết đối phương nghĩ gì rồi, thực sự xúc động mà. Cuộc gọi kết thúc, Zoro tiếp tục đánh với King. Còn Sanji, một khi anh đã châm lên điếu thuốc thì Queen chuẩn bị xác định là vừa. Đó là dấu hiệu cho thấy anh ba sắp hạ địch thủ. Sanji biến mất trước mặt Queen, bất ngờ hiện hình với ngọn lửa bùng cháy bao quanh cơ thể, ký ức địa ngục trở về. Anh ba sút tên Okanban một cú lả người, chiêu thức mang tên Hell Memory. Queen ăn đòn và la lên trong đau đớn, không hiểu tại sao Sanji biến mất hoàn toàn như vậy. Không rõ Red Sui có bị phá hủy hay chưa, hoặc là khi kích hoạt mã gen, bộ đồ đột kích không còn quan trọng nữa. Việc anh ba biến mất có thể do tốc độ quá nhanh và cũng có thể một phần chức năng đến từ bộ đồ hắc ẩn, chưa biết chính xác nguyên nhân là đâu. Và đó cũng chính là chi tiết cuối cùng của chapter này rồi. Thật đáng mong chờ những diễn biến kế tiếp về trận chiến của Sanji và Queen. Chương này mình thấy thương cho anh ba hơn là ca ngợi sức mạnh của anh. Mọi người có đồng tình với ý kiến đó không? Tuần sau thì không có chap mới nha anh em. Rồi, phần cuối cùng dành cho khán giả đây. Lên sóng 3 chữ comment, cute, phu mai que. Đầu tiên là của bạn Hoàng Anh Vũ. Sắp tới thi giữa kỳ, ôn bài áp lực, nhưng khi vào xem video của anh xăm soi, bớt áp lực hẳn. Thế thì bạn chưa biết hồi phổ thông rồi, à đây làm văn miêu tả ước mơ của mình là trở thành hải tặc đấy. Và bạn tiếp theo là bạn Duy Trần, anh làm về mini story đi tiếp đi ạ. Ok, cái này để mình xem lại xem còn cái nào hay hay không nhá. Và cuối cùng bạn đang kết nối, chúc anh Sam đi soi sớm đạt được 500.000 sub, mong được anh cho lên TV. Mặc dù giá xăng leo thang, vì anh em mình bất chấp vít hết gao hết số, cố gắng cán mốc 500.000 sub nào anh em ơi. Và nhớ để lại dòng comment thú vị của anh em bên dưới để có cơ hội lên sóng số tiếp theo nhá. Ấn nút đăng ký kênh nếu chưa làm điều đó giúp bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip ngày mai. Bye bye. Nóng nóng nóng, băng hải tặc xăm soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece xăm soi. Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng xăm soi đang đợi bạn. Link nhóm ở mô tả nha.